Nghe lời trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, thời gian vừa qua trong show Tà Tình 6, ông tỷ phú Hoàng Kiều cũng đã có những phát biểu như sau. Tôi nói như vậy để các bạn chống cộng. Ai cũng có quyền chống, các bạn có quyền chống. Nhưng mà chống, mình chống cái gì đây? Tôi hỏi các bạn nè, 1 triệu quân với 600.000 binh lính Mỹ, 100.000 quân đội đồng minh, và cái lực lượng mà quân sự của mình, hải quân cũng như không quân, đứng hàng thứ ba trên thế giới, mà mình chống không lại mà chống cái gì nữa đây? Đừng có xúi dục những con em, những người ở Việt Nam đứng lên làm loạn, đứng lên nổi dậy. Không có ai mà chấp nhận cái chuyện đó. Cũng như chống đi, chống cái gì, chống cái mẹ gì bây giờ, xin lỗi các bạn đi đó. Những người xúi dục làm lớn. Rồi bây giờ tôi nói cho các bạn nghe, những ông mà ở Formosa hay mà ông nào mà ở tại Lạng Quạng, mà ở tại gì đó ở Việt Nam hay là ở Phan Thiết hay ở đâu đó, mà đứng xúi dục như cái vụ Formosa qua bên Mỹ là xin lỗi trả ông về thì ông đi đâu đây? Và thưa quý vị, ngày 26 tháng 7 2019 tại thành phố Westminster ở thành phố Orange đã có một cái banner cờ đỏ xuất hiện. Thì thưa quý vị, phố Bonsa đã có phỏng vấn một cư dân của thành phố San Jose là ông đạo diễn Hoài Phong. Trong sự việc cờ đỏ, cờ vàng như thế nào, ông Hoài Phong đã phát biểu như sau. Hiện nay đất nước Việt Nam đang có chủ quyền là một thành viên của Liên Hiệp Quốc, cho nên được tất cả các nước trên thế giới công nhận chủ quyền của đất nước Việt Nam với cộng với cái tên chính phủ là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, với lá cờ đỏ sao vàng, đó là biểu hiện tượng trưng cho một đất nước Việt Nam. Vì vậy tôi thấy rằng cái việc mà treo lá cờ đỏ sao vàng khắp nơi trên thế giới, chẳng những đặc biệt trên đất nước Hoa Kỳ, thì đây là một cái điều không có gì di hiến cả, mà một việc làm hết sức là phù hợp. Mà hiện nay tôi thấy rằng có một số người dị ứng và bảo rằng đây là lá cờ đỏ sao vàng là của cộng sản, nhưng mà cộng sản người ta cũng là một đất nước có chủ quyền, người ta có một cái độc lập riêng của đất nước của người ta và được Liên Hợp Quốc công nhận. Cho nên tôi thấy rằng cái việc mà treo lá cờ đỏ sao vàng đó không có một cái điều gì sai phạm trên nguyên tắc luật pháp quốc tế cũng như trên đất nước Hoa Kỳ. Tôi nói thẳng và nói thật là đối với cá nhân tôi thấy việc treo cờ đỏ sao vàng trên đất nước Hoa Kỳ này không có cái gì mà di hiến cả và không có cái gì trở ngại. Nếu tôi có dịp, tôi sẽ treo cờ đỏ sao vàng trước cửa nhà tôi, hoặc là có dịp đi cùng khắp nơi với hội nhập với tất cả các anh em, để mà chúng ta biểu lộ trong cái tinh thần của người Việt Nam của chúng ta. Là vì trước đây năm 1975, thời Việt Nam Cộng Hòa, cờ đỏ, cờ vàng ba sọc đỏ hiện nay đã bị xóa sổ và không còn nằm trong cái lãnh vực của Liên Hợp Quốc nữa, và không còn trên thế giới nữa, không còn trên bản đồ nữa. Vì vậy mà chúng ta chỉ duy nhất có cái lá cờ đỏ sao vàng mà thôi. Đó là cái lời mà tôi xin nói thẳng và trình bày cùng toàn thể quý vị. Thưa quý vị, từ những sự kiện kể trên, hôm nay chúng tôi có một cái buổi, có thể nói là một cái buổi hội luận hay là trà đàm. Chúng tôi nói về cái việc, hai sự việc đã xảy ra. Về những cái phát biểu đó thì những người Việt trên đảng Cộng sản suy nghĩ như thế nào? Rồi thì mục tiêu của những cái việc này xảy ra trong thời gian gần đây là với cái mục đích như thế nào của Cộng sản Hà Nội? Vâng, thì trước hết là chúng tôi mời anh Phạm Bùi Sơn. Tất cả chúng ta hiện diện ở trên cái quê hương thứ hai này đều với cái danh nghĩa gọi là tị nạn cộng sản. Và chúng ta đã phải tha hương cầu thực, và chúng ta đã phải buông súng để mà chúng ta bỏ quê hương và lưu vong tại xứ Hoa Kỳ cũng như khắp nơi trên thế giới. Cái căn cước tị nạn đó không thể nào mà xóa mờ, phai mờ trong tâm trí của chúng ta. Mặc dầu thời gian có thay đổi, đất nước Việt Nam có thay đổi,
Nhưng những cái dấu vết đó, những cái dấu vết mà hận thù cộng sản không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của chúng ta. Tất cả mọi người, nếu gọi là người Việt chân chính và người Việt quốc gia, sẽ không bao giờ quên cái hận thù đó. Dù bây giờ cộng sản có thay đổi tốt đẹp như thế nào, mà nó vẫn khoác cái áo cộng sản, vẫn khoác cái áo chủ nghĩa cộng sản xã hội, thì cái mối căm thù đó cũng không bao giờ phai nhạt trong tâm trí của chúng ta. Nhưng mà thưa anh đó, anh Hoài Phong anh lại phát biểu rằng đó, cái lá cờ vàng ba sọc đỏ đã bị xóa sổ rồi. Thế nhưng hiện nay 44 năm ở trong nước đó, những người dân dù sinh sang biển Nam, họ vẫn bằng mọi cách tìm bỏ nước ra đi, và ngay cả các cộng sản cũng bỏ nước ra đi bởi khi họ đã gom góp được. Thế thì thưa anh, cái phát biểu của Hoài Phong suy nghĩ như nào với anh là một cư dân San Jose như Hoài Phong thưa anh? Kính thưa quý vị, Hoài Phong là ai, tư cách như thế nào thì chắc đồng hương của chúng ta ở đây ai cũng biết rồi. Với cá nhân Hoài Phong, chúng tôi không có thành vấn đề. Anh bây giờ anh muốn ủng hộ cộng sản thì như Tổng thống Trump đã nói, quý vị có thể về Việt Nam quý vị sống để quý vị làm đẹp cho cái đất nước đó. Tại sao quý vị ở đây làm chi, ăn bám vào đất Mỹ này làm cái gì? Đó là cái ý nghĩa của chúng tôi. Thành thử ra cá nhân Hoài Phong chúng tôi không kè. Thưa quý vị thính giả và thưa tất cả anh em, thì cái việc mà chúng ta ngồi đây nó cũng là cái điều mà để chúng ta nhìn lại tất cả những cái sự việc nó xảy ra từ Nam cho đến Bắc Cali. Cái vấn đề mà những cái kẻ ngày hôm nay trồi lên để mà phát biểu về cái lá cờ đỏ, về cái sự mà sinh hoạt ở trong các cái cộng đồng của chúng ta, rồi là ước mơ được đem những cái lá cờ đó, được đem những cái tư tưởng cộng sản đó để nói lên cho mọi người biết, thì thưa quý vị, đó là những cái ngọn cỏ mà gọi là nó vươn lên ở trong những cái bãi sình lầy mà thôi. Còn đối với tất cả cộng đồng của chúng ta đó, chúng ta ở đây đã có những người ở đây đã 44 năm, rồi có những người thì ở một thời gian 20 mấy năm, đó là những anh em cái đợt HO, rồi có những người thì cũng ở trên 30 năm, 40 năm. Nhưng mà tất cả mọi người chúng ta ra đến hải ngoại này, như chúng tôi là anh em cái thời gian vượt biên vào những cái thập niên 80, đầu tiên của 80, chúng tôi đánh đổi mạng sống với tất cả những cái chết đi lầm 10 phần thì chết 9.9, chỉ còn có 1 phần sống thôi, để đem cái mạng đánh đổi với cái sự sống như thế chúng tôi đến đây. Và với một cái tinh thần là không bao giờ chấp nhận cái chế độ cộng sản, mãi cho đến bây giờ và cho mãi mãi cho đến ngày ra đi, chúng tôi cũng với những tinh thần đó không bao giờ quên được. Nhưng mà có những kẻ đó, họ ra đi là để đi tìm miếng ăn thôi, chứ không phải rằng là đi tìm cái sự tự do, đi tìm những cái chuyện mà để mà tranh đấu cho quê hương xứ sở, cho tất cả mọi người được bớt đi những cái đời sống cực khổ dưới cái chế độ mà vào đến đồn công an là đem xác về để chôn. Thì đó là những cái mà chúng tôi muốn nói đến những kẻ, ví dụ như anh hỏi rằng là Hoài Phong phát biểu như thế thì chúng ta nghĩ gì? Thưa anh, như anh Sơn nói hồi nãy đó, là nếu mà những kẻ đó thì như Hoài Phong bây giờ cứ việc bước chân lên máy bay đi về Việt Nam mà sống, về đó để mà hí hửng, để mà tung hô cái ngọn cờ đỏ sao vàng, không ai chống cả. Nhưng nếu Hoài Phong còn ở đây, Hoài Phong nói tôi sẽ treo cờ đó thế nọ, chúng tôi thách Hoài Phong, chúng tôi thách Hoài Phong. Không phải là chúng tôi đánh đấm Hoài Phong hay chúng tôi làm cái gì nữa, chúng tôi đố Hoài Phong làm chuyện đó. Hoài Phong sẽ nhìn một Trần Trường ở Nam Cali, đồng bào đối xử như thế nào. Và ngày hôm nay cái tinh thần đó, nếu sau 44 năm nó vẫn âm ỉ, vẫn nằm đó, Hoài Phong cứ làm đi thì Hoài Phong sẽ biết chuyện gì nó xảy ra. Chúng ta đã biết đó là ông Nguyễn Bạch Phong đã từng đi về Việt Nam ra Hoàng Sa, Trường Sa, ông ca ngợi cái này cái khác. Nhưng mà ở đây những người cư dân ở San Jose cũng cảm thấy rất là sự việc mà của một cá nhân và bản thân của ông Hoài Phong cũng chả là cái ảnh hưởng đối với cái cộng đồng tiền này cũng sẽ San Jose, thành ra người ta không để ý. Tuy nhiên hôm nay ông phát biểu rất là mạnh, rất là nặng, thì mời anh Hải có ý kiến về cái vấn đề ấy của ông Hoài Phong này.
Rồi anh Linh. Mà đối với cá nhân tôi thì như thế này. Trước hết mình phải xác định mình là ai. Những người Việt được tới đất nước Hoa Kỳ này kể từ năm 1975 là những người tị nạn cộng sản. Khi bước chân lên đảo các nơi để được định cư ở nước thứ ba, trong đó có Hoa Kỳ. Riêng đất nước Hoa Kỳ, khi mà bước chân lên đất nước Hoa Kỳ phải có một cái điều kiện nào đó người ta mới cho vô. Trước hết là ở các trại tị nạn thì mình sẽ ghi nhớ là bị đàn áp, bị đối xử bất công. Và do đó mình xin đi tị nạn vì Cộng sản không chấp nhận cho những người đối kháng. Đối địch của họ là quân lực Việt Nam Cộng Hòa, quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa được ở trong đó, do đó họ phải ra đi, do đó Mỹ nhận về. Và sau đó thì người Việt tới Mỹ có gia đình thân nhân bảo lãnh qua, thì những người đó cũng dưới cái tên của những người tị nạn để được tới đây. Mình phải xác định được rằng những người ở Hoa Kỳ hiện giờ được là công dân Mỹ thì trước hết là Việt Nam Cộng Hòa mới có họ ở đây. Do đó khi chúng ta đã tới đây rồi thì chúng ta là không còn nước Việt Nam Cộng Hòa, chúng ta không còn được lá cờ vàng ba sọc đỏ trên một vùng đất quê hương thân yêu nữa. Tuy nhiên, ở tại đây, lá cờ vàng ba sọc đỏ chính là một hình ảnh đại diện cho tập thể người Việt tị nạn, và đây là một điều mà nhiều tiểu bang, nhiều thành phố và đặc biệt ở San Jose đã được công nhận, và lá cờ đó đại diện cho những người Việt tị nạn cộng sản tại quê hương thứ hai ở đây. Do đó, tất cả những lá cờ của các nước khác mà gọi là của Việt Nam là cờ đỏ sao vàng thì cái đó là của Cộng sản Việt Nam, họ có ban giao, họ có quyền, nhưng tới thành phố San Jose không thấy một cái lá cờ nào dám treo ở đây. Và điều đó chứng tỏ rằng người dân ở đây tuy không nói ra nhưng người dân vẫn biết họ là ai. Và trong cái trường hợp vừa rồi, vào cái thời gian gần đây, kể từ ngày 6 tháng 7, ngày 6 tháng 7, tức là từ cái đầu tháng 7 có những cái chương trình ca nhạc này nọ, có ca sĩ cộng sản qua đây, và từ đó nó sinh ra những cái chuyện khác, nó kéo dài cho tới Nam Cali, rồi nó kéo dài cho tới Bắc Cali. Tất cả những phát biểu đó là những phát biểu của một cá nhân, mặc dù là một cá nhân, nhưng đó là một hình ảnh, một triệu chứng cho thấy rằng đã có một sự âm mưu nào đó và được sự giúp đỡ của một cái tổ chức nào đó để thử coi thử dân San Jose như thế nào. Do đó nên cá nhân của Hoài Phong hay cá nhân của bất kỳ ai đi nữa thì cái điều đó là của cá nhân đó. Và tôi cũng đồng ý với ông Tổng thống Donald Trump của Mỹ, nếu bạn không thích đất nước này, bạn cứ hãy về đi những nơi nào mà bạn thích. Do đó chúng tôi cũng đồng ý với ông. Và nếu mà những ai phát biểu ngược lại, những ai coi lá cờ đỏ sao vàng là cái lá cờ của một quốc gia đã được công nhận bởi Liên Hiệp Quốc và nên ngày quốc khánh nên treo lên, thì cứ làm đi và sẽ biết người dân San Jose phản ứng như thế nào. Nhưng quý vị đừng có tưởng rằng một cá nhân không đáng đâu nha. Lỗ nhỏ sẽ đắm thuyền. Một cá nhân sẽ có hai cá nhân và sẽ có một tổ chức. Và hiện giờ đã có những người đứng sau để khuyến khích cái chuyện đó trên các diễn đàn của người Việt khắp nơi. Do đó quý vị nên để ý tới cái chỗ đó, là một cá nhân không là gì cả, nhưng đó là một hiện tượng, nó sẽ kéo dài. Và mình lưu tâm, những người nào còn mang căn cước tị nạn cộng sản, những người nào tuyên bố vào công dân Hoa Kỳ là không chấp nhận cộng sản, và lý do quý vị tới đây, xin quý vị nhớ cái điểm đó mà thôi. Kính thưa quý vị, sau đây là nhà báo Lê Văn Hải, cũng là một cựu quân nhân. Mời Hải có cái suy nghĩ về những phát biểu của anh Hoài Phong cũng giống như của quan điểm thưa anh Hải. Dạ, kính thưa quý anh, kính thưa quý khán giả. Thứ nhất đó là cộng đồng từ Nam Cali rồi đến Bắc Cali và khắp ở hải ngoại, cộng đồng người Việt quốc gia những ngày qua rất là xáo trộn vì những lời tuyên bố của ông tỷ phú Hoàng Kiều, và tiếp theo đó là Ngài Lữ vừa nói, đó là anh Hoài Phong. Kính thưa tất cả quý vị,
nếu mà quý vị nhìn mỗi người một cá nhân có thể cái chế độ đó cho ban phát những cái ân huệ, những giết, nhưng mà tất cả đó chỉ là một cá nhân. Chúng ta phải nhìn, đó là quê hương đất nước của chúng ta. Tất cả người dân 44 năm qua dưới chế độ Cộng sản, đây là một thời kỳ đen tối nhất của đất nước. Chế độ Cộng sản chắc quý vị đã biết đó là gì. Đó là vẽ một cái hình ảnh rất là đẹp, lấy của người giàu cho người nghèo, tất cả người dân được hạnh phúc. Nhưng khi áp dụng thì quý vị đã thấy đó là cả một đất nước sẽ nghèo như nhau, chẳng có ai giàu. Chỉ có bọn ăn cướp, chỉ có bọn cầm quyền hiếp dân là giàu. Chính vì vậy, trên cái mục tiêu một cá nhân không là vấn đề. Chúng ta phải nhìn cái đất nước của chúng ta bao nhiêu năm rồi, chưa có một cái chế độ nào hành hạ đất nước, biến người dân như vậy. Đó là gì? Phụ nữ thì coi như nằm nô lệ tình dục cho cả thế giới, phải không? Rồi đàn ông con trai thì đi nô lệ coi như là già, bán sức lao động, tất cả người dân đều nghèo đói. Thì những cái mục tiêu như vậy để tất cả chúng ta hướng về đất nước đấu tranh. Và tôi kết luận đó là giống như nhà thơ Nguyễn Chí Thiện: ngày nào còn đảng, chén phở hóa thành mơ. Chính vì vậy chúng ta nhìn mục tiêu, nhìn dân tộc đất nước của chúng ta. Chứ còn Cộng sản có thể dùng một hai cá nhân, nhưng sẽ không quấy động được tất cả những cái tâm tình, những cái mục tiêu tranh đấu cho đất nước. Đó là ý kiến của tôi. Đây được tạm coi là một cái buổi tâm tình giữa những người luôn đau đáu với cái nỗi đau quê hương. Qua hai cái sự kiện, là sự kiện ông Hoàng Kiều phát biểu mã lị dục quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và qua cái sự kiện ông Hoài Phong là một cư dân đang sinh sống tại Hoa Kỳ, mà nói như anh Lê Bình nói, làm cư dân dưới cái căn cước tị nạn Cộng sản thì mới có mặt ở đây. Bởi vì khi vô quốc tịch Mỹ thì chắc chắn là có một lời tuyên thệ là tôi không phải là đảng viên Đảng Cộng sản. Thế nhưng anh tuyên bố như vậy thì cái kết luận của tất cả những anh em hội trợ hội luận chúng tôi ở đây có một cái câu nói rằng: nếu ai nói Việt Nam hôm nay phát triển, Việt Nam hôm nay tốt đẹp, ca ngợi cái lá cờ đỏ sao vàng, thì nói như được Tổng thống Donald Trump, hãy về đó mà sống. Còn tôi là một người thường xuyên theo dõi tin tức trong nước, thì thưa quý vị, như chúng ta đã biết, một cái cô bé tuổi thanh xuân như Nguyễn Đặng Minh Mẫn phải trả giá vì cái chữ Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam mà 8 năm tù, mới ra tù ngày hôm qua. Và đồng thời tôi mới coi một cái clip, một cái người gọi là đi giải thoát, gọi là anh hùng gì đó, thì đi giải thoát cho một thiếu nữ mới có 13 tuổi mấy, 14 tuổi, ở trong một cái karaoke, một cái động, mà khi đưa về công an thì mới thấy được rằng cái động đó được công an bảo kê. Thưa quý vị, một cái xã hội như vậy đó thì biểu làm sao mà chúng tôi dù đang sống tự do ở hải ngoại, chúng tôi có thể yên tâm hướng về đất nước mà nói như Hoài Phong là hãy nhìn hướng về quê hương. Quê hương hôm nay có còn là chùm khế ngọt hay không? Thưa quý vị, và đó là lý do mà chúng tôi có buổi luận ngày hôm nay. Và để kết luận, chúng tôi mời anh Sơn hay anh Trưởng gì đó, thì các anh đưa đến cái kết luận rằng chúng ta xác định như thế nào? Việt Nam Cộng Hòa chết chưa? Như nói theo cái kiểu của Hoài Phong là đã bị xóa sổ, đã chết chưa? Hay hiện nay tinh thần Việt Nam Cộng Hòa, những bài hát bolero của Việt Nam Cộng Hòa vẫn đang sống ở trong nước? Những người trẻ trong nước vẫn mặc những bộ quân phục của Việt Nam Cộng Hòa, và đồng thời rằng chống cộng có gì sai hay không? Mời anh. Vâng, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là cái buổi tâm tình, thì chúng tôi muốn như thế này là đây chỉ là một cái bước khởi đầu để cho chúng ta tất cả các cái hội đoàn, cũng như các cái hội đồng hương, rồi các cái hội đoàn quân đội,
chúng ta hãy cùng nhau tụ họp lại, thảo luận để chúng ta tìm thấy một cái phương hướng. Cái phương hướng đó để làm sao chúng ta có thể dập tắt được một cái âm mưu mà bây giờ nó đang cố gắng để nó nhấn chìm cái chế độ Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta ở hải ngoại này. Đó là một cái âm mưu rất là thâm độc. Bởi chúng đã dùng tất cả những người, chính những người tị nạn để mà đánh những người tị nạn. Do đó chúng tôi ngày hôm nay là chỉ là cái bước khởi đầu để yêu cầu tất cả các hội đoàn chúng ta hãy suy nghĩ và chúng ta phải có một cái phản ứng như thế nào để chúng ta có thể duy trì được cái nếp sống tự do dân chủ của Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta với cái đúng cái căn cước tị nạn. Chứ còn nếu mà chúng ta mà cũng thờ ơ, chúng ta để cho trôi qua thì đây là một nó là một cái cơn sóng, nó sẽ nhận chìm chúng ta sẽ không có cơ hội để chúng ta phát triển.